Xin chào chị Trần Thị Bảy ạ. Dạ, chào chú. Thưa chị Trần Thị Bảy, chúng tôi được biết chị là một dân oan đã nhiều năm đi khiếu kiện vì nhà cầm quyền tước đoạt đất đai của gia đình nhà mình. Chị đang gia đình và mọi người đang ở trong hoàn cảnh rất là khốn quẫn về kinh tế nhưng cũng như trong tinh thần. Chị có thể tường trình lại cái cuộc đi khiếu kiện đòi đất đai của chị trong mấy chục năm qua được không thưa chị? Chào chú, tôi là Trần Thị Bãi. Đất của gia đình tôi mua đó năm 73, có chứng nhận canh tác sở hữu, sổ bộ địa chính gốc đầy đủ. Năm 75 tôi từ đó cũng canh tác rồi, đóng thuế nữa, giải phóng rồi mấy ông này mới lấy đất gia đình tôi á, đưa cho ông Cư và bà Bước. Rồi thời gian tranh chấp thì năm 2004 là Lê Văn Lộc, quận Thủ Đức, phó quận á, cấp sổ đỏ cho bà Bước, đuổi tôi ra là lấy luôn cái tài sản container của tôi nữa. Khi họ lấy tài sản của gia đình chị, họ lấy lý do gì mà họ tước đoạt cái tài sản đang nằm trong quyền sở hữu của mình thưa chị? Họ nói tôi là bỏ đất trống mà đất thì ruộng gò rau muống á đó, thành ra tôi là có đóng thuế mà tôi đâu có nói hồi mua tới giờ là bỏ đất trống. Nó lấy lý do vậy để nó lấy đất mình đó chú, mà tôi là canh tác, có canh tác mà có như thế nữa. Cái diện tích đất mà mình bị tước đoạt là diện tích là bao nhiêu thưa chị? 6.050 m² mặt tiền quốc lộ 1A ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đó, chú. Cái mảnh đất là sau khi mà nhà cầm quyền tước đoạt của gia đình ta thì họ giờ sử dụng làm gì? Không có sử dụng làm đổ nền vô để mua bán thôi mà chú ơi. Bây giờ cái nền đó là ai sử dụng, nó thuộc quyền sở hữu của ai? Ông có quận ổng cho bà Đoàn Thị Bước làm sổ đỏ cho bà Đoàn Thị Bước. Rồi ông cán bộ chủ tịch Lê Văn Cư thì ông này đã bán đất mấy chục năm rồi, nhưng bây giờ quận Thủ Đức vẫn bao che là mấy người này được quyền. Ông Lê Văn Lộc ra công văn 2588 này, hai người này được quyền cho thuê đất nữa, hiện tại giờ được quyền thuê đất. Trong cái quá trình mà chị đi khiếu kiện như vậy, chị đã đi khiếu kiện từ những nơi nào và các cái cấp thanh tra và giải quyết họ đã giải quyết cho chị như thế nào thưa chị? Vì đi tới đâu á thì bây giờ tụi tôi dân quan rất khổ, 25 năm đi khiếu kiện rồi đó thưa chú Thành, 25 năm rồi tôi vẫn liên tục khiếu kiện, nhưng mà tụi tôi là dân mà đâu có chống đối lại nổi mấy ông đó đâu, chỉ biết đi kêu oan. Những cái cấp mà chị đến khiếu kiện và kêu oan thì họ trả lời như thế nào? Thì nói tôi là cái bỏ đất, mà trong khi đất tôi mua mà bỏ đồng tiền xương máu ra mua, chúng tôi đâu có bỏ được đó, thì mấy ổng là có quyền mà, muốn ổng muốn nói gì thì mấy ổng nói à. Thành ra giờ cuộc sống của tôi á rất là khổ, 25 năm á tôi đi tôi không còn nhà cửa, con tôi thì giờ đang bệnh hiểm nghèo, mà đi tới đâu á thì bị hốt tới đó. Tôi là dân tôi không biết làm như thế nào, tôi đã hai lần tự giận rồi, thối thiệt với chú vậy đó. Trên đất tôi nó vô nó làm ào ạt, tôi phải cắt mạch máu, nó quản nó chạy, rồi sau này thì nó cũng vẫn tiếp tục, nó vẫn không cái trả đất cho tôi, cho cuộc sống mẹ con tôi, bởi vì chồng tôi chết rồi. Giờ chị có thể kể lại cái tình trạng gia đình chị hiện nay như thế nào được không thưa chị? Hiện hiện tại á, thì bây giờ á, đất tôi còn vẫn còn trống, mà nó thì Lê Văn Lộc quận Thủ Đức á, ký cho thuê mặt bằng, rồi nay lại đổi về 15 Gia Thiều nơi tiếp dân thành phố á. Thành ra tôi hồ sơ tôi đi tới đâu là giờ chấm dứt cái chuyện tôi luôn. Nó nhờ hỏi mấy chú vậy, tôi cuộc sống mẹ con tôi rất khổ, mà con tôi bệnh hiểm nghèo nữa, tôi biết làm sao, dân quan tôi rất là khổ. Thành ra nhờ nhờ các chú với mấy cô ở bên nước ngoài á, quốc tế rồi giúp đỡ cho dân quan tụi tôi rất là khổ, gia đình tôi nói riêng là với cô bác dân quan nói chung rất là khổ. Đi đâu có khi đi tới nơi mà khiếu kiện á, đúng nơi khiếu kiện cũng bị biểu đi đi chỗ này không có. Tụi tôi là dân tôi phải làm sao, còn mấy là mình đem xe chở tụi tôi đi đi đến những nơi tiếp dân thì có Tết tiếp dân nói cho lắm là cũng vậy thôi. Tụi tôi đi 25 năm rồi không còn cái đường nào mà tôi đi được nữa. Còn Lê Văn Lộc quận Thủ Đức á, cậy thế ủy quyền muốn ra giấy gì ra để mà
chia chác đất của gia đình tôi. Giờ tôi cũng không biết nói cái gì hơn nữa, nhưng nếu tôi nói chuyện với đây lần đầu tiên tôi cũng hơi là run. Thế nhìn mấy chú cũng thông cảm giúp đỡ gia đình chúng tôi. Gia đình tôi mất rất mang ơn mấy cô chú ở nước ngoài. Nguyện vọng của gia đình ta bây giờ là thế nào thưa chị? Dạ, nguyện vọng chúng tôi là mong các cô chú giúp đỡ cho dân quan tụi này trả đất lại cho gia đình chúng tôi có sự sống. Dạ, gia đình tôi khổ mà con không nhà, mà con tôi là bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư tiến mang tai, tốn tiền rất nhiều, đất thì bị mất nữa, tôi biết làm sao. Tôi đã 2 lần tự vẫn rồi, tôi cầu xin các cô chú giúp đỡ giùm, tôi rất là mang ơn. Chúng tôi xin chia sẻ với chị và mong rằng gia đình ta sẽ có ngày đạt được cái mong muốn của mình là đất của mình trở với mình để cuộc sống của mình sẽ được duy trì trong cuộc sống trong những ngày sắp tới. Xin cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chú.